Tình thư của Tim Cô Tu sẽ thắng phần 5. 10 tháng 6 năm 2020. Gần đây, trên tiết mục tiên đoán cổ xưa phần 93, họ trình chiếu bài báo này về sư phụ. Đó là vào năm 2004 và bài nói về sư phụ. Người Samari nhân từ tiếp tục mua sắm thỏa thích tại Canada. Đó là tiêu đề và câu chuyện mở đầu như sau. Bà xoay sở giúp đỡ hàng trăm người trong thành phố đêm thứ sáu, và đây không phải là lần đầu. Hết sức thú vị và thật cảm động khi đọc bài viết này. Chúng con cũng nghe từ một các phụ tá của sư phụ lúc đó rằng không phải chỉ báo chí thôi mà trên truyền hình họ cũng phát sóng tin về sư phụ hàng ngày một thời gian. Và con chỉ xin hỏi sư phụ có thể kể cho chúng con nghe thêm về khoảng thời gian đó không? Đó là khoảng thời gian thú vị và tôi đã gặp nhiều người tốt. Tôi nghĩ ở đâu cũng có người tốt, chỉ là họ không xuất hiện và quý vị không gặp họ, nhưng họ ở khắp nơi. Như tôi gặp anh tài xế taxi tốt, anh ấy giúp tôi mang các túi quà chạy khắp nơi trong thị trấn bởi vì anh sống ở đó. Anh là người Hồi giáo và anh trông giống người Ả Rập, không phải là người Canada. Tôi nghĩ là người nhập cư và rồi anh là người biết chỗ. Tôi hỏi anh tài xế taxi vì không biết chỗ nào hết, nên xe taxi lái đi trước và chúng tôi lái theo anh ấy để đến khu vực nghèo. Và rồi anh đã giúp tôi mang hết túi này đến túi kia, tới những ngôi nhà khác nhau. Và tôi giúp anh ấy bằng cách bấm chuông, rồi chúng tôi bỏ chạy. Hợp tác tốt, không đúng sao? Anh ấy tốt lắm. Anh làm trong niềm vui. Và anh còn nói rằng người Hồi giáo cũng làm việc này trong tháng chay Ramadan. Tôi nói, à, tôi biết điều đó. Và anh ấy hỏi tôi có phải là người Hồi giáo không? Tôi nói phải, tôi cũng là người Hồi giáo. Tôi là người Công giáo, là Phật tử, là người Hindu, là người Sikh giáo, là người Kỳ Na giáo, là bất cứ tôn giáo tốt nào. Tôi tin tất cả các tôn giáo. Anh ấy chỉ cười. Và sau đó anh đặc biệt mời tôi, nài nỉ tôi đến nhà anh. Và rồi vợ anh pha trà cho tôi uống. Tôi nhớ đó là xô thơm. Lá xô thơm. Họ phơi lá này và rồi họ dùng làm trà. Ồ, tôi chưa bao giờ thưởng thức trà ngon đến thế. Và tôi chưa bao giờ biết xô thơm có thể dùng làm trà. Sau này khi trở lại Âu Châu, tôi đã cố mua một số xô thơm trong gói và rồi pha trà. Nhưng nó không thơm như vậy. Có lẽ tôi không biết cách hoặc số lượng không đúng. Và có lẽ người phụ nữ Hồi giáo, cô ấy pha trà với tất cả tình thương. Vì chồng cô kể cho cô nghe về việc tôi đã làm, và cô ấy rất tôn kính tôi, và mời tôi ăn bánh quy. Và tôi kiểm tra hỏi có trứng hay không, rồi tôi không ăn, nên họ mang gì đó không có trứng. Tôi quên đó là gì rồi. Và sau đó, bởi vì tất cả tiền tặng này, tôi tặng tất cả tiền mặt mà tôi có và cũng mượn một số tiền từ các sư huynh và sư tỷ của quý vị tại Canada lúc đó. Nhưng tôi đã trả lại. Tôi nghĩ là khoảng 60.000 Mỹ Kim. Tôi nhờ một kế toán viên chuyển tiền lại cho họ. Dù sao bởi vì chuyện đó, khi tôi thuê máy bay riêng để trở về Âu Châu, tôi không có đủ tiền để trả, nên tôi nợ một số tiền và các phi công. Họ rất tốt, họ để tôi lên. Tôi nói tôi sẽ trả tiền các ông ngay khi tôi xuống đất liền, bởi vì người của tôi sẽ đến đón tôi. Và lúc đó tôi sẽ có tiền để đưa cho các ông một số tiền mặt. Nên họ tin và để chúng tôi lên máy bay. Tôi phải trốn bởi vì tôi có chó, và tôi phải chạy nhanh bởi vì có chuyện xảy ra mà không được thuận lợi cho tôi lắm. Có người dính líu tới ma túy hay gì đó, và giới an ninh đi tìm trường hợp tương tự. Mặc dù tôi không biết gì hết, nhưng vẫn chạy đi. Tôi chạy. Vì họ hỏi tôi bà có liên quan gì tới chuyện đó không? Mấy người này biết tôi. Và tôi nói không, dĩ nhiên không. Tôi thậm chí chẳng biết chuyện đó. Thế nên tôi phải chạy trước khi gặp rắc rối. Nguy hiểm cứ rình rập tôi bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào như vậy. Không bao giờ biết được. Ngay cả luật sư của tôi mà còn hỏi tôi như vậy. Ý nói người luật sư mà tôi mới biết thôi. Tôi tưởng có lẽ tôi sẽ ở lại Canada. Tôi thích Canada. Tôi thích người dân, họ hòa bình.
và họ thật nhân từ, không thích chiến tranh. Họ không hiếu chiến, rất hòa bình. Luật sư này lẽ ra phải giúp tôi chứ. Nhưng sau khi ông đọc tin gì đó trên báo, thế là ông nói với tôi. Vì có người Á Đông làm điều đó, họ trồng cây có lá xanh mà người ta ăn hay hút với lá đó. Cần sa. À, tôi nhớ không phải là cocaine, cần sa. Họ cho tôi biết người Á Đông đó trồng cây cần sa trong nhà để bán. Bà có liên quan gì đến chuyện đó không? Tôi nói không, không, dĩ nhiên không. Tôi ăn thuần chay và không làm những chuyện như vậy. Không dùng ma túy, không hút thuốc, không làm gì có hại cho người khác. Vậy mà vẫn hỏi tôi câu đó. Tôi chạy. Thành ra tôi không muốn ở lại đó để đi minh oan cho mình. Tôi sợ rằng không thể minh oan, dù chẳng làm gì sai hết. Ồ, thật đáng sợ, nên tôi chạy. Tôi thuê chiếc máy bay có tốc độ nhanh nhất có thể, máy bay nhỏ. Rồi họ nhảy từ đảo này sang đảo khác. Họ mất 24 tiếng mới bay tới Âu Châu và mấy bạn chó đáng thương của tôi, vân vân. Dù sao cũng ổn, cũng tốt. Ít ra chúng tôi đến nơi an toàn. Quá nhiều điều mà không thể kể thêm được. Cho nên người tốt ở khắp nơi nhưng cũng nguy hiểm thật. Sau đó tôi mới nhận ra là mình quá bất cẩn. Tôi đi khắp nơi tặng tiền. Lúc đó tôi không nghĩ số tiền đó lớn lắm. Nhưng với người khác, họ nghĩ đó là rất lớn bởi vì họ chưa hề có như vậy trước đó. Giống như cứu thế quân đã thấy tôi tặng họ 8.000 Mỹ Kim, nhưng tôi không nghĩ số tiền đó là lớn. Nhưng đối với họ, đó là lớn. Ngoài việc tặng quần áo, đồ đạc, quà, sô-cô-la đủ thứ, nên đó như là đề tài bàn tán trong phố và cảnh sát thậm chí đã kiểm tra tôi, xem tôi có hàng ăn cắp hay không. Sau đó họ phát hiện tôi mua ở chợ, không phải cái chợ được đề cập trong báo này. Bởi vì tôi nghĩ một hoặc hai tờ báo nữa cũng viết về chuyện này, không biết nữa. Chỉ có báo này họ bắt quả tang tôi mua, lát nữa tôi sẽ kể lại tại sao. Tôi nghĩ tôi nhớ đã kể rồi mà, nhưng sao quý vị lại hỏi nữa? Có lẽ vài chi tiết tôi chưa kể. Vậy nếu tôi kể rồi thì giả bộ quý vị chưa nghe và cười nhé. Để tôi cảm thấy phấn khởi kể thêm cho quý vị nghe. Chúng con muốn biết thêm, thưa sư phụ. Rất nhiều chuyện, nên tôi không biết có kể theo thứ tự được không. Cảnh sát thậm chí kiểm tra tôi, và rồi họ phát hiện thẻ tín dụng là thật, và đó là tên tôi. Bằng không, không ai biết tên tôi hết. Nhưng rồi họ giữ im lặng bởi vì họ biết tôi không muốn nói về chuyện này. Vì khi tôi đến trạm cứu hỏa, họ hỏi tên tôi đủ thứ để nói lời cảm ơn. Tôi nói không, không, không cần. Thượng đế tặng không phải tôi. Xin vui lòng, tôi chỉ là người đưa thư. Tôi nói, có khi nào người đưa thư có tên được in cùng với người tặng đâu. Tôi chỉ là người đưa thư. Người đưa thư nữ, người giao hàng. Tất cả đều mỉm cười và để tôi đi. Nhưng sau đó họ hoài nghi, họ đi kiểm tra tôi. Cảnh sát. Vì sau đó, số tiền lớn. Đôi khi tôi quá bất cẩn như vậy. Cũng xảy ra nhiều lần khác rồi, nhưng tôi luôn luôn quên. Khi tôi thấy gì đó cần làm là tôi quên mọi việc khác, quên cả bản thân và dùng tối đa giới hạn trong thẻ. Vì vậy tôi thậm chí không có đủ tiền để trả cho máy bay. Và tôi mượn tiền, nhưng họ cũng không có. Tôi phải chạy cho nhanh, không thể hỏi mọi người hoặc các đệ tử cho tôi mượn tiền. Tôi không có thời gian. Tôi đặt máy bay và nó đến hầu như ngay lập tức. Tôi phải sắp xếp đồ đạc của mình, đồ đạc của chó. Tôi nghĩ 2-3 đồng tu nam đi cùng tôi và thẻ tín dụng của họ thật tệ. 2.000 hoặc 500 tối đa. Không sao, ít ra hãng máy bay có tên và hộ chiếu của tôi, nên họ tin tưởng tôi. Tôi nói, thưa ông, tôi có tiền. Có lẽ họ biết tôi là người phụ nữ tặng tiền. Vì phụ nữ tóc vàng nhìn giống người Hoa mà họ không thường gặp. Tóc dài, tóc vàng. Mặc dù báo chí này xin tôi để chụp một tấm hình, tôi nói được, được. Thì quý vị chụp sau lưng tôi, để quý vị có chút tín nhiệm với tờ báo của quý vị. Cho nên họ chỉ chụp đằng sau tôi thôi. Họ thật sự tôn trọng ý muốn của tôi. Nhưng dù vậy, sáng hôm sau tôi đi đến cửa hàng khác mua quần áo khác.
Bởi vì cứu thế quân nói với tôi có một số người quá lớn, quá cao. Người vô gia cư thật cao, không có bộ nào vừa cả. Nên tôi phải đi đến một tiệm đặc biệt, họ cho tôi biết ở đâu. Tôi đi đến đó mua một số quần dài đặc biệt, áo khoác dài lớn cho họ. Và một hoặc hai người ở tiệm họ nói, ồ, ngài là vị phụ nữ tặng quà trên báo chí và truyền hình. Tôi nói, làm sao quý vị biết? Họ nói, chúng tôi thấy hình của ngài. Tôi nói, bức hình chỉ chụp sau lưng. Dân, nhưng chúng tôi có thể nhận ra. Tôi đoán bởi vì tôi cũng mua quần áo đặc biệt, đó là lý do. Tôi là phụ nữ Á Châu, tại sao phải mua cỡ ít 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 lớn như vậy? Cho ai? Chỉ cho người Canada thôi. Dù sao họ cũng nói cảm ơn ngài. Ngài rất tử tế, rất tốt. Tôi nói Thượng Đế rất tốt với tôi. Tôi cố gắng giúp Thượng Đế chia sẻ tình thương của ngài trên địa cầu. Chỉ vậy thôi. Và rồi tôi chạy cho nhanh trước khi họ gọi báo chí lần nữa. Đó là lý do tôi bị bắt quả tang. Tôi nghĩ đó là lần thứ ba hoặc thứ tư, lúc đó tôi bị bắt gặp. Lần khác họ không có cơ hội nói kịp, tôi chạy mất rồi. Hôm đó tôi vẫn còn mua đồ đạc, đồ chơi và các thứ cho trẻ em. Việc đó mất thời gian lâu hơn, bởi vì tôi đặt hàng đặc biệt cho một em nhỏ rất muốn có một món đồ chơi đặc biệt. Và họ cho tôi biết nên chúng tôi phải đặt hàng đó và mất một thời gian. Một người đặc biệt nào đó phải đến và yêu cầu tôi điền đơn, thì tôi nhờ một đồng tu nam điền đơn. Tôi không muốn điền đơn, không muốn thì cũng ổn, nhưng tôi vẫn trả tiền. Lúc đó tôi vẫn còn ít tiền mặt và trả một số bằng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng của tôi không thể rút nhiều tiền mặt trong một ngày. Tôi phải trả bằng thẻ tín dụng. Tôi không muốn vậy, nhưng thẻ tín dụng không cho tôi đủ tiền mặt để trả cho những gì tôi muốn mua mỗi ngày. Có ít tiền mặt nhưng không đủ. Nên khi tôi lên máy bay, tôi cũng không thể cho bất cứ đệ tử nào tại Canada biết. Tôi chạy, tôi không muốn làm ồn và phải cấp tốc chạy cho nhanh, lên máy bay nhỏ nhất. Và nó sốc, giằng sốc, và dạ dày của tôi lộn ngược lên tim. Và chó rơi từ chỗ cao xuống sàn. May mắn là cô chó không bị đau. Chúng tôi để cô chó trong lòng, ngay cả vậy. Và ngồi cùng với tôi. Cảm tạ Thượng Đế, vì máy bay không có chỗ ở phía sau, cho nên tất cả chó ngồi cùng với tôi, nhưng trong lòng. Nhưng chúng tôi không có đủ chỗ, vì vậy chúng tôi chồng mấy cái lồng lên nhau. Và bởi vì máy bay giằng xóc quá, thời tiết xấu, mùa đông, lúc đó là tháng mấy? Tháng 4. Bài viết này là vào tháng 1. Ồ, thế thì thảo nào, dĩ nhiên. Vậy là mùa đông. Vẫn còn mùa đông và thời tiết rất lạnh, và vì thế thời tiết khiến máy bay rất xóc. May là họ nhận chở chúng tôi. Tôi tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ mướn được máy bay trong kiểu thời tiết này. Nhưng có lẽ họ liều mạng hay gì đó. Họ cứ nhận chở chúng tôi mặc dù chúng tôi nợ một số tiền mà chúng tôi không có. Tôi chỉ là một người bao đồng tiêu hết tiền của tôi, không nghĩ mình sẽ cần đến. Tiêu cho đến khi hết sạch. Tôi dùng hết giới hạn của thẻ tín dụng và tất cả tiền mặt đều hết sạch. Thưa sư phụ, bài báo nói ngài mua sạch kệ hàng này đến kệ hàng khác trong cửa tiệm và ngài chất đầy nhiều xe tải toàn bộ đồ chơi trẻ em cho trạm cứu hỏa. Đó là một ngày khác. Đồ chơi trẻ em cho trạm cứu hỏa là ngày hôm trước nữa. Ngày hôm đó báo chí không bắt gặp tôi. Ngày đó tôi vẫn còn mua và ở trong cửa tiệm hơi khá lâu vì đơn đặt hàng đặc biệt. Và rồi một người đàn ông bên ngoài hoặc bên trong cửa tiệm nhìn thấy tôi. Tôi không biết anh ta từ đâu đến. Khi ký giả đến, tôi thấy anh ta. Tôi không biết cô ấy là ký giả. Tôi thấy cô ấy lấy ra 20 đồng và đưa cho anh ta. Và rồi cô ấy lập tức đến chỗ của tôi và hỏi tôi câu này câu nọ. Và nói cô ấy là ký giả cho tờ báo tên này, và muốn phỏng vấn tôi. Tôi nói không có gì nhiều để nói. Cô biết tôi đang làm gì rồi, phải không? Cô ấy nói, dân, ngài mua nhiều thứ cho người khác, phải không? Tôi nói đúng,
Thế thì đâu cần phỏng vấn nữa, đúng không? Chào nha, tôi có việc phải làm. Cô ấy nói, không, làm ơn, cho phép tôi đi theo ngài một lúc, dần dần. Tôi nói, cô vui lòng đừng chụp hình và không hỏi tên. Và cô ấy cứ nài xin cho đến khi tôi nói một cái tên mới thôi. Và rồi cô ấy thấy điện thoại của tôi và nói, ngài có rất nhiều tiền để tặng nhưng là dùng điện thoại lỗi thời. Đó không phải là iPhone, mà là điện thoại rất nhỏ kiểu cũ, điện thoại lỗi thời. Có cả băng keo dán trên đó nữa. Nên tôi nói, ồ chó của tôi, chú gặm điện thoại. Tôi nói tôi may mắn lấy lại được điện thoại kịp lúc, bằng không nó đã hỏng rồi. Nhưng chú ngậm ướt và sau đó phải mất một lúc làm khô pin mới sử dụng lại được. Pin hoặc sim, tôi không nhớ. Rồi tôi lấy băng keo dán lại. Tôi nói vẫn còn hoạt động, không sao hết. Cô ấy nhìn tôi và khẽ lắc đầu. Và có lẽ cô ấy nghĩ người phụ nữ này không biết đến từ tinh cầu nào, chắc hẳn là khùng. Rồi hôm đó cô ấy bắt gặp tôi bởi vì người nào đó đưa tin. Vì tôi mất thời gian quá lâu trong cửa tiệm đó, nhiều thứ để mua. Mua đồ chơi trẻ em và rồi mua thêm đồ chơi. Và xe tải đồ chơi đó đi rồi, và rồi vẫn mua thêm đồ chơi, và rồi mua thêm quần áo. Thành ra cô ấy cứ đi theo tôi. Chúng tôi có vài chiếc xe. Ngày hôm đó chúng tôi không có xe tải, không mướn được xe tải nào, và chúng tôi không nghĩ sẽ mua nhiều. Chúng tôi mang chiếc xe SUV và chất đồ phía trước và phía sau. Và vì thế tôi ngồi chen vào giữa đống quà tặng, cũng giữa các túi đồ nữa. Ở ghế sau xe, chỉ chen vào giữa các túi quà, tựa như túi khí. An toàn, lỡ như xe có vấn đề. Tôi sẽ không bao giờ có vấn đề. Tất cả túi vây quanh tôi. Phần 6. Nhưng sau đó khi tôi đến Halifax, chúng tôi gặp trở ngại. Tuyết rơi nhiều đến nỗi máy bay phải quay trở lại sân bay. Và chúng tôi có nhiều thú cưng ở đó, ở nhà và những thứ khác nữa. Mà không thể cho quý vị biết. Vì vậy tôi không thể để chỉ một người ở nhà một mình. Lại là người mới nữa, không biết cách cho chó ăn và không biết cách mặc quần áo ấm cho chó trước khi đi ra ngoài tuyết. Tuyết rất sâu. Tôi phải quay về nhà. Từ Halifax quay về Swiss thì máy bay dừng, không đi. Hãng máy bay họ nói được rồi, chúng tôi có khách sạn cho tất cả. Quý vị cứ ở lại đây. Và ngày mai thời tiết tốt, chúng tôi sẽ đưa quý vị về nhà. Tất cả hành khách ở lại ngoại trừ tôi. Tôi nói tôi cần phải đi. Nên tôi đi ra, họ không hoàn tiền bởi vì tôi tình nguyện đi. Không phải lỗi của họ. Tôi cũng không đòi tiền lại. Chỉ nói tôi cần phải đi. Và rồi họ nói với tôi, nhưng ngài không có gì hết. Tôi nói thôi không sao, đừng lo, cứ để tôi đi. Và rồi họ nói, nhưng thời tiết rất xấu, ngài không thể đi, ngài không thể đi. Trước đó tôi đến Halifax chỉ vì một người. Mấy ngón tay ông bị tê cống. Mấy ngón tay ông bị tê cống. Ông không có găng tay và ông phải nhập viện băng bó khắp người. Chân của ông cũng vậy. Nghe thấy điều đó tim tôi thắt lại. Nên tôi mang cho ông một số đồ. Ban đầu tôi định gửi qua bưu điện nhưng không ai biết ông sống ở đâu. Không ai biết ông bởi vì ông là người vô gia cư. Tôi nói vậy thì tôi phải đến Halifax. Tôi tin chắc người nào đó phải biết. Vì truyền hình đăng tin về chuyện đó nên có lẽ tôi phải đến đó để hỏi. Có lẽ họ biết đôi chút hoặc tổ chức từ thiện đâu đó phải biết. Phải có ai đó biết ông. Nên tôi đến Halifax bằng máy bay nhưng quay về nhà bằng xe taxi. Người lái xe taxi, cô ấy là người duy nhất dám chở tôi bởi vì không ai muốn đi trong thời tiết đó, thậm chí không nhìn thấy đường trước mặt mình. Nhưng tôi nói tôi cần phải đi, thú cưng của tôi, cho nên cô ấy đồng ý. Tôi nói tôi sẽ trả cô gấp đôi, gấp ba. Cô ấy đồng ý đi bởi vì tiền. Tôi nói, ồ, cảm tạ Thượng Đế, cô tốt quá. Và rồi cô ấy mới lái, có lẽ chỉ chừng nửa cây số, vài trăm mét, là cô ấy va chạm mạnh và rồi dùi mình cùng chúng tôi vào một ngọn núi tuyết. May mắn thay, tất cả chúng tôi đi ra và đào, 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 và rồi cũng lôi xe ra được.
Tôi nói với thị giả của tôi lúc đó, anh từ Costa Rica. Tôi nói anh lái xe đi, tôi không thể tin người phụ nữ này nữa. Có lẽ cô ấy quá mệt mỏi, lái xe cả ngày rồi. Lần này lẽ ra cô ấy không lái nữa, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì chúng tôi, cô ấy cảm thấy tội nghiệp, nên cô ấy chở chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi trả tiền hậu hĩnh, nhưng tôi không thể chớp mắt bởi vì tôi cần phải lái xe với anh ấy. Trái, phải, đi thẳng. Không, 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 chậm, chậm lại. Bây giờ được, được, được. Đi, 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 nhưng chậm, chậm, chậm lại. Cả đêm, tôi không biết từ Street Son đến Halifax bao nhiêu tiếng nữa. Thậm chí còn là ban đêm. Ban đêm, và cô tài xế taxi làm gì? Cô ấy ngồi ở ghế sau, tôi ngồi ở ghế trước. Tôi cần phải trông chừng và giữ cho anh ấy tỉnh táo nữa. Chúng tôi phải nói chuyện và giữ cho anh ấy tỉnh táo. Tôi hát, nói chuyện, hướng dẫn giao thông. Chỉ có anh ấy trên đường không có ai, ít ra vậy. Cảm tạ Thượng Đế, xe trượt tới trượt lui và xe rẽ phải, trái, dần dần. Tôi không nên đi lần đó, nhưng tôi có sự tự tin. Nhưng trước đó chúng tôi đã hỏi ra được và tìm được người vô gia cư đó, tặng ông một ít tiền. Nhưng tôi nói với ông, đừng nói với ai, vậy tốt hơn cho ông, chỉ cho ông thôi. Đừng cho mọi người biết rằng ông có tiền, tiền mặt rất nguy hiểm. Tôi không thể ký cho ông tờ séc, phải không? Vậy nên tôi tặng ông, tôi đoán vài ngàn đô tiền mặt, rồi quần áo, găng tay, mũ và mũ lưỡi trai, vớ và giày nữa, giày ống. Ông là người vô gia cư, nhưng có người cho ông một phòng kho để sống. Và một tổ chức từ thiện của nhà thờ biết việc đó rồi hỏi, hỏi, hỏi nơi ông đó. Người này nói với người khác rồi người khác và người khác nữa. Chúng tôi tìm tới đó. Chúng tôi nhờ ai đó gọi cho cha nhà thờ và vợ ông. Họ đến. Một cặp vợ chồng rất khiêm tốn, họ làm từ thiện. Họ giúp người vô gia cư nên họ biết ông ở đâu. Họ đưa chúng tôi đến phòng kho nơi ông sống. Cũng không phải là phòng gì cả. Ông có một chiếc ghế sofa bị hư, họ đưa cho ông dùng. Có còn hơn không? Và xung quanh ông đều là ghế và đủ loại đồ nội thất. Phòng kho. Ông chỉ có ghế sofa đó và vài mét để đi đến nhà vệ sinh. Thế thôi. Vài mét nhưng phải đi ngoằn ngoèo. Và một lò sưởi ấm hoặc gì đó để nấu, thế thôi. Và ông sống ở đó nhưng ít nhất ông được sưởi ấm. Tại sao ông bị tê cống? Và ông đi ra ngoài tìm việc để làm. Thậm chí làm việc để kiếm thức ăn. Nhưng ông không có gì để che thân mình. Tôi nhớ lúc đó là âm 40 độ. Có ngày âm 30, nhưng có ngày âm hơn. Có ngày hơn âm 40 độ. Tôi nhớ đại khái vậy. 30 độ là ngày ấm áp hơn đó. Nhưng tôi nhớ là âm hơn 40 độ. Tôi nói không thể tin con người sống trong thời tiết như vậy. Tôi nói với thị giả của tôi, và tôi không thể tin mình thậm chí có thể đi bộ từ xe đến cửa tiệm. Tôi nghĩ tôi sẽ chết cống trong thời tiết như vậy. Trước đó tôi tưởng tượng âm 40, sống trong cái lạnh như vậy không thể tin được. Thậm chí không thể đi mua sắm và ngay cả đi làm tóc. Nên tôi nói, ồ, ông đó, nếu không có găng tay và vớ, chắc ông phải chịu khổ nhiều lắm. Tôi phải đi thôi, nếu không đi tôi sẽ đau khổ về mặt tinh thần. Tưởng tượng ông phải chịu đựng khổ sở biết bao, tôi sẽ đau khổ hơn khi tưởng tượng điều đó mà không làm gì cả. Vậy nên tôi đi. Chuyện xảy ra như vậy đó, may mắn thay chúng tôi về nhà đúng lúc, trả tiền cho tài xế nữ. Đặt cho cô ấy một phòng khách sạn để cô ấy có thể nghỉ ngơi đến sáng. Sau đó cô ấy có thể lái xe. Tôi nói tốt hơn là cô nên ngủ, đừng quay về lúc này. Tốt hơn là cô ngủ cho đến khi thời tiết tốt hơn, an toàn. Rồi cô lái xe. Cô ấy nói, dân, dân. Rồi chúng tôi đặt phòng khách sạn cho cô ấy, trả tiền phòng. Rồi để cô ấy ở đó. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt. Có người đến và đưa chúng tôi đi. Ít ra có thể liên lạc qua điện thoại. Tôi tưởng đã kể quý vị nghe những chuyện này rồi, nhưng tôi không chắc. Quý vị muốn biết gì khác nữa?
Thưa sư phụ, thật là cảm động rằng ngài du hành đến tận Halifax chỉ vì một người trong thời tiết nguy hiểm đó. Và nó giống như bài viết trích lời người quản lý cửa tiệm là người quan sát sư phụ chất đầy xe đẩy. Và anh ấy nói, thật không thể tin được, tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy, chưa bao giờ. Và tôi đã ở đây 5 năm rồi. Ngay cả tài khoản doanh nghiệp của chúng tôi cũng không có gì như thế này. Và ngay cả như doanh nghiệp làm từ thiện cũng không thể sánh với những gì sư phụ làm, cho nên thật sự phi thường. Đó không phải là một cửa tiệm từ thiện, chúng ta nói về các cửa tiệm khác nhau. Nhà thờ ở Swiss là Hội Cứu Thế Quân. Họ có một cửa tiệm từ thiện, và cửa tiệm nơi tôi mua, họ là cửa hàng quần áo thượng hạng. Tôi cũng tặng tiền bởi vì ban đầu chúng tôi chỉ định tặng quần áo rồi đi. Nhưng thiếu tá của Hội Cứu Thế Quân, ông nói với tôi về mảnh đất bên cạnh, rằng nếu ông có thể mua thì sẽ giúp ích cho việc gì đó. Có lẽ ông có thể xây nơi trú ẩn cho người vô gia cư hay gì đó, tôi quên rồi. Thế nên tôi tặng tiền cho ông để mua mảnh đất đó, khá rẻ. Tôi cũng ngạc nhiên, có lẽ bởi vì ông ấy là một tổ chức từ thiện, nên họ có lẽ cho ông giá rẻ hơn hay gì đó. Và rồi có hội khác, đó là tổ chức khác, và tôi cũng tặng họ tiền mặt, bởi vì tôi không thể rút ra nhiều tiền hơn nữa. Bất cứ gì tôi rút được ngày hôm đó, tôi tặng cho họ hoặc hơn, nhiều hơn số tiền tôi rút được. Tôi nghĩ tôi có thể rút ra chỉ khoảng 20.000 đô la Canada mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ cần nhiều vậy, nên chưa bao giờ đòi hỏi thêm. Và may mắn là tôi đã có thẻ tín dụng rồi. Trước đây tôi không bao giờ có. Hồi đó tôi ở Mỹ và không có thẻ gì cả. Còn tiền của tôi, đệ tử của tôi có tài khoản ngân hàng lớn ở đó. Và khi tôi nói tôi muốn đứng tên cùng với cô ấy, họ nói, bà muốn lấy tiền của cô ấy phải không? Cho nên bà muốn cùng đứng tên. Thế là họ không cho phép. Họ không cho tôi đứng chung một tài khoản với cô ấy. Đó là tiền của tôi và cô ấy nhận nó từ Đài Loan Formosa cho tôi một thời gian trước đó. Tất cả đệ tử đều có tiền. Kinh doanh của tôi họ kiểm soát. Họ là người quản lý cái này cái kia. Tôi hầu như không có gì cả trước đây. Bây giờ tôi có một số, chỉ để tôi có thể cho thế giới này thấy tôi không phải ở đây, ở đó, ăn thức ăn của quý vị. Tôi có thể tự lo liệu, đôi khi để ở nơi cư trú, vì bộ máy hành chính, vì giấy tờ, bằng không tôi không thấy đồng tiền nào đến hết. Dĩ nhiên, nhưng tôi không thiếu gì cả. Nếu cần, dĩ nhiên tôi có thể hỏi, nhưng tôi hầu như không cần gì cả. Tôi không thích hỏi, bất cứ sự phụ thuộc nào cũng đều thật sự trái ngược với tánh của tôi, ngược với tôn giáo của tôi. Họ nói như thế. Nếu tôi hỏi và không có thì tôi không hỏi nữa. Hoặc nếu họ không tự động làm thì tôi cũng không hỏi. Tôi không cần nhiều, tất cả quý vị thấy, y phục của tôi đẹp đẽ này nọ, tôi chỉ mặc cho công việc. Giống như một bộ đồng phục đặc biệt. Phần còn lại tôi không cần nhiều. Tôi có thể mặc quần áo rẻ tiền, đơn giản, thoải mái. Vậy tôi thật sự không cần nhiều. Tôi ghét hỏi lắm. Thật sự không thích hỏi cho lắm. Thậm chí khi chưa phải là minh sư, tôi đã nhịn đói 3 ngày ở Paris vì không có việc làm. Không việc làm, đi tìm việc. Tôi vẫn không nói với người nào là tôi không có tiền. Những người nhận tôi vào làm việc ở đó. Và khi tôi nghỉ việc vì một lý do tình cảm, họ hỏi tôi có muốn một ít tiền không? Tôi nói không, không, cảm ơn quý vị, không sao. Tôi không muốn họ hiểu lầm. Tôi đã yêu người chủ nhà lúc đó. Tôi có kể cho quý vị nghe chuyện này rồi. Vì vợ ông rất thô lỗ với ông. Ông là bác sĩ y khoa. Ông đã bận rồi thế mà khi về nhà phải làm việc này việc kia cho con cái. Và cô ấy có thể làm việc đó, nhưng không phải như cô ấy nói với ông một cách tử tế, mà nói, này, làm cái này, làm cái đó, giống như ra lệnh. Nên tôi thấy thương cảm cho ông, và rồi từ từ trở thành như mối tình mà tôi không hay biết. Nhưng tôi có thể kiềm chế tới khi ông thổ lộ, thế là tôi phải chạy. Vì bây giờ tôi biết được ông cũng có tình cảm với tôi, thì tôi không thể ở lại, sẽ nguy hiểm. Nếu một mình thì tôi có thể kiềm chế, nhưng tôi còn trẻ,
Thế nên tôi nói tôi phải đi. Vì phải bỏ việc ngay lập tức, tôi không có chỗ nào để ở và hoàn toàn không có tiền. Bởi vì là sinh viên, chỉ có vài đô la để đi xe buýt, nhưng không đủ tiền mua bánh mì. Nếu mua bánh mì thì không có tiền để đi đây đó tìm việc. Cho nên 3 ngày, tôi không có gì cả. Rồi tôi đi dạo trong công viên dẫn đi tìm việc, thì một người đàn ông đến ướm lời đưa tôi 800 francs, tiền Pháp lúc đó. Tôi không biết đó là bao nhiêu đô la Mỹ, có lẽ bằng một nửa, 800 để đi với ông. Nên tôi nói, nếu ông không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Lúc đó, tôi trông rất nghiêm túc, thế là ông bỏ đi. Ít ra ông đàng hoàng, rất đàng hoàng, thậm chí khi còn trẻ hơn cũng thế. Tại Âu Lạc Việt Nam, tôi đi đến một nơi nào đó và không có nhiều tiền lắm. Quý vị biết, sinh viên mà. Và chủ nhà là bạn của bạn cho tôi ở. Và họ chuẩn bị thức ăn và để phần cho tôi. Không biết có phải họ để thức ăn đó cho tôi không, bởi vì họ rời nhà trước khi tôi ra khỏi phòng. Tôi không dám ăn, nên tôi đi ra ngoài, chỉ ăn bánh mì và uống nước. Cho nên, xin xỏ gì đó cho bản thân tôi thì rất là... Tôi không cảm thấy dễ chịu.